câu hỏi ạ. Dạ thì chú có một câu hỏi dạ, của một bà mẹ. Và câu hỏi của một bạn là câu hỏi thứ nhất là của bà mẹ là bạn hỏi là bây giờ là bạn đã học NLP được 2 tháng rồi. Dạ bạn cũng đang mang bầu, vậy thì như vậy có cách nào để cho giúp cho cái đứa trẻ ngay từ trong bụng mẹ có thể là thông minh, có thể là khỏe mạnh hơn không? Dạ. Câu hỏi thứ nhất. Đây chúng ta lại câu hỏi đó trước đi. Bây giờ chú đang trên nghe nha. Bây giờ chương trình của chú là trong tương lai, chú nói là trong tương lai là gần đó. Khi nào hết hết dịch là chú thực hiện cái lớp này liền. Là khi nào mà chúng ta mà thực hiện có hai đáp án, một đáp án là chúng ta sẽ chuẩn bị trước khi chúng ta gần với người thương người yêu của mình. Thí dụ như mình là đàn bà, đàn ông, hai người mà chuẩn bị đó, trước khi cái sự việc đó là chúng ta chuẩn bị trước. Và khi chúng ta chuẩn bị cái đáp án này đầu tiên á, thì cái đứa con mình nó sẽ tuyệt vời, tuyệt vời. Cái xác suất mà gọi là bị bất cứ bệnh tật gì là có thể nói là zero, thì đây là zero đó, đó là tuyệt đối luôn đó, không có còn cái vấn đề mà gọi mình sợ bệnh nan y, sợ bất cứ một bệnh gì có thể nói là zero. Chú có thể chú thấy rõ điều đó. Và khi mà chúng ta vượt qua cái giai đoạn đó rồi là chúng ta về đang có bầu, thì mỗi ngày anh chị em cấp lớp của mình, anh chị em đặt tay chỗ lưng cho cái em bé mình đi 30 giây tới 45 giây thôi, theo công thức của một của lớp học mình đó, thì em bé nó sẽ phải mạnh vô cùng và nó cũng sẽ thông minh lắm, tánh bệnh tật khỏe lắm, và người mẹ cũng khỏe, người con cũng khỏe nữa. Ê, cái thai nhi khỏe lắm, nó mừng vô xong khi nó được chúng ta thương yêu bằng hình thức đó, nó mừng lắm, cái thai nhi nó mừng lắm. Tại vì chúng ta hỗ trợ nó, người ta nói là giống như người ta nói cái câu là đẻ con mà đẻ bọc hột điều vậy đó, bọc điều vậy đó, phải không? Nghe nói là mấy cái người mà ai mà sinh con bọc điều là có một cái sự gọi là quý lắm gì đó, có một cái năng lượng để mà giàu sang phú quý gì đó. Chú không có rành cái vụ đó, nghe nó là đẻ bọc điều là có nghĩa là đẻ trong một cái bột nước mà nó chưa có bể, và sinh ra cũng chưa bể, phải không? Thì mấy Dạ. người đó đặc biệt đó, thì chú nghĩ là nếu mà thực hiện cái chương trình này là còn hơn cái đó nhiều, còn Dạ. hơn cái gì đó nữa, nó đang được được đầy đủ hết, được thương yêu đầy đủ Dạ, con hết. cảm ơn. Đó là cái điều mà chúng ta thực hiện đó là trong cái đáp án thứ năm đó. Cái đáp án là quan trọng lắm cho cái sự sống của những thế hệ tiếp nối, và ngay cả cho mình luôn, chứ không phải là thế hệ trẻ được hưởng mà mình không được hưởng đâu, mình được hưởng luôn. Tại vì nếu mình tất cả mọi người đều đi theo cái mô hình đó thì mới mốt mình tái kiếp trở lại mình cũng nằm trong cái mô hình đó, sướng quá trời luôn, phải không? Còn thật sự mà nói, thật sự nếu mình nói mà tái kiếp theo cái thời thơ ấu của chú hồi nhỏ đó, chú không muốn đâu, cực quá, khổ quá. Mà gia đình chú là tạm đỡ, còn những người khác còn cực nữa, Khổ lắm thật. nhiều cực khổ quá phải không? Vâng, Ông ai khổ. có nguy cảnh đó không? Có ạ, con cũng thời khổ lắm ạ. Mình đâu có muốn, nếu mà mình trở lại vậy mình đâu có muốn phải không? Dạ.